Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Thì các bạn nên biết á cái một chục của chúng ta là bằng 10. Nhưng mà ở trên thế giới này nó vẫn có một chục bằng 12. Và đặc biệt ở ngày xưa á các bạn nếu mà ở ở miền Nam á thường là miền Tây á thường một chục thì các bạn tính bằng 12. Thì ở bên nước ngoài vẫn có như vậy và nó áp dụng vào trong tiền của nước Anh vào trước năm 1971 còn sau năm 1971 thì bây giờ nó bỏ hết rồi còn những cái loại xu này là hết lưu hành rồi và những cái đơn vị này đã bỏ hết luôn ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những cái đơn vị của nước anh những cái đơn vị tiền này nè rất là nhức đầu luôn các bạn nhưng mà các bạn xem cái clip này thì cực kỳ bổ ích luôn nó sẽ giúp cho các bạn biết về cái cách đổi và cái cách xài của người dân bên nước anh nó như thế nào nha và lưu ý đặc biệt á thì tôi có nói trước á, là cái xu này nó không còn lưu hành nữa và nó chỉ áp dụng từ năm 1971 đổ về trước nha rồi đầu tiên các bạn nên hiểu là từng cái đơn vị của nước anh nè đầu tiên là farthing là đơn vị nhỏ nhất nha farthing cái thứ hai á các bạn biết á, là đơn vị penny penny cái thứ ba là siêu linh. Cái thứ tư á là fluorine. Fluorine nó có nghĩa là hai siêu Nhưng mà bây giờ nó đã bỏ cái tên fluorine rồi thì nó dùng lại là two siêu cho thì nó dễ hơn. Đó. Cái thứ năm là crown. Crown thường nó không có ghi cái mệnh giá mà nó thường mặc định làm những cái xu mà dày cộm như nè, gọi là crown. Rồi bên cạnh cái crown thì các bạn sẽ tới một cái bảng là Pound. Pound Pau là bảng đó. Tổng cộng các bạn có 6 đơn vị khác nhau. Và 6 đơn vị này đổi như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Từ từ các bạn nhớ nhập tâm mà các bạn xem. Rồi. Đầu tiên là cái farthing, farthing là đơn vị nhỏ nhất. Đó. Thì bốn cái farthing. Bốn farthing nha. 4 cái farthing thì các bạn sẽ được một cái penny. 4 farthing được một penny nha. nha. Rồi. Bên cạnh cái penny á thì các bạn có cái đơn vị gọi là đơn vị half. Half có nghĩa là 1/2. Nè, cho các bạn xem nè. Half là 1/2 ha. Có nghĩa là hai cái xu half á, hai cái xu này thì mới được cái này ha vậy thì uh, cái này thì bằng bao nhiêu cái này thì nãy mình đã nói rồi đó cái này thì bằng bốn cái này cái này bằng một nửa của cái này thì cái này bằng hai cái này đó hai cái này hai cái pha thiên thì bằng một một phần hai penny vậy thôi đơn giản đó. Rồi. Các bạn sẽ tới cái đơn vị siêu linh. Một siêu linh bằng 12 cái này, 12 cái penny. Rồi, ở đây mình có sẵn sẵn 12 cái penny ở đây nè. Đó. 12 cái penny. Thì mới bằng một cái này. Một cái siêu linh. Nó cái này là bắt đầu tới cái, cái vấn đề là nhức đầu lắm rồi đó. 12 cái penny thì bằng một cái siêu linh giờ mình lấy ra để đỡ nhức đầu rồi có còn cái two floor two ceiling này nè với cái một ceiling thì các bạn biết là tiếng anh là dễ rồi hai cái này thì bằng một cái này đó rồi mình sẽ lấy cho các bạn xem nè hai cái này thì bằng một cái này cái này là đơn giản vậy thôi hai cái này thì bằng một cái này đó. Rồi bây giờ tới cái đơn vị half crown nè. Half crown. Bây giờ từ từ đi cái điều bây giờ mình qua cái cái crown trước cái đã. Cái crown á là cái đồng xu dày nhất và cũng là cái đồng xu có mệnh giá lớn nhất. Cái crown nó không có lớn bằng cái bảng nha. Các bạn nên nhớ nên biết là cái tiền xu á nó là tiền lẻ, còn tiền giấy là cái tiền mệnh giá cao. Thì cái xu này xu dày nhất á, là xu lớn nhất của mình giá nhỏ đó một cái một crow nè thì bằng 5 cái siêu linh ở đây mình có hai siêu linh với một cái crow đúng không thì các bạn sẽ bổ sung thêm một cái này với một cái này đó có nghĩa là 5 năm siêu linh thì phải bằng một cái crow nha rồi 5 siêu linh là một crow còn ngược lại nếu mà half crow là sao Half crown á Thì các bạn có hai cái crown hai cái crown này nè Half này nè Thì mới bằng một cái này Một cái crown Ha. hai cái crap là một cái hao cái hao rồi nếu mà bây giờ bạn muốn đổi qua siêu linh á thì half crown sẽ bằng hai siêu linh với lại 6 pen. Đó. À, cái này bắt đầu nhức đầu nè. 6 cái pen này nè. Đó. Với lại cái hai siêu linh. Hap. 1 phần 2 half crown bằng 1, bằng 2 uh, shilling 6 pen. Đó. Rồi. Và cái 6 pen này nè. Là 1 phần 2 đúng không? Thì các bạn lên chẳng số 1 á, thì nó là 12. Đó, 1 chục 12 nữa là vậy. Nó hơi nhức đầu vậy thôi và cái 6 này nè, người ta muốn rút gọn nó hay gì? các bạn cầm 6 đồng xu này thì nó sẽ rút gọn thành 6 pence. 6 pence nha. 6 cái đồng xu này thì bằng một cái này. Nó nó rút gọn lại. Còn nó rút gọn nữa 1/4. Đó, các bạn bỏ ba xu này ra. Còn có 3 pence. 3 pence thì nó sẽ nó sẽ bằng cái này. Đó là 3 pence. Ba cái này thì bằng một cái này các bạn hiểu chưa? Ba cái này thì bằng một cái này. Đó. Rồi. Vậy thì một um, cái này thì bằng bao nhiêu cái này? Thì nãy mình đã lấy ra 12 cái này mới bằng một cái siêu linh đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn đổi ra cái đơn vị này nè, thì các bạn lấy 4 cái. 1 2 3 4, bốn cái nè. 3 x 4 12. Thì bằng 1 cái này. 14 cái này thì bằng một cái này. Một cái siêu linh nha à, các bạn nhớ nha cái này định mệnh giá 3 nha đó rồi nếu mà các siêu linh này các bạn muốn đổi ra cái này làm sao thì chỉ cần hai cái thôi tại vì cái này là mệnh giá 6 mà mệnh giá 6 nè xích xích nè. Nè. nè bằng cái này một siêu linh đó vấn đề vậy vậy thôi rồi còn bây giờ các bạn muốn lấy cái half crown nè là hai sealing sock pans đúng không? Thì các bạn chỉ cần lấy cái này. Với cái này với cái này. Đó. Ủa, nhưng mà lộn rồi. Lấy cái two uh, sealing nè. Đây. Cái two sealing với lại cái six pans là hai cái này mới bằng một cái half crown. Nha. Hai cái này thì bằng một cái half crown rồi bây giờ mình uh, tăng độ khó lên nè hai cái này hai cặp này hai cặp này nè bốn siêu linh mười hai pen. thì bằng cái này à còn dù các bạn bỏ này ra thì nó bằng cái này vậy thôi Đó. rất là khó nè các bạn không có dễ đâu người bình thường là không có biết được đâu nhưng mà cái mình mình phải giải thích cho các bạn sẽ biết cho các bạn xem rồi bây giờ đến một cái đẳng cấp cao hơn nữa một cái đẳng cấp cái đổi tiền cao hơn nữa các bạn, các bạn chuyển qua xài tiền giấy nè một cái pound này là một bảng một bảng sẽ bằng bốn cái xu này rồi một hai ba bốn đó bốn cái xu này thì mới bằng một bảng nha yeah, đó bốn xu này bằng một bảng các bạn nên nhớ là một chục là 12 nha cho nên chỉ toàn là bốn sáu tám vậy thôi đó. rồi ở dưới dưới một bảng á thì các bạn có siêu linh đúng không thì hai tờ siêu linh thì mới bằng một bảng hai tờ siêu linh một một bảng đúng không bây giờ một bảng bằng bốn xu này bằng cái này. Vậy bây giờ mình chỉ còn lấy tờ này thôi. 10 siêu linh thì sẽ sẽ bằng cái gì? 10 siêu linh thì sẽ bằng hai cái xu này. Hai cái xu crown. các bạn nhớ lưu ý. 10 siêu linh bằng 2 crown. Còn 20 siêu linh thì sẽ bằng một bảng. Đó. Rồi quá là nhức đầu luôn các bạn, mình làm mình còn nhức đầu mà các bạn hiểu, các bạn hiểu được đó. thì các bạn hay rồi. Đó. Những cái này á, người ta gọi là à, pre decimal, pre decimal có nghĩa là những cái đơn vị trước, cái đơn vị thập phân, trước khi cái đơn, chuyển sang dạng tính thập phân á, gọi là trước khi chuyển sang dạng tính thập phân, thập phân ở đây là 10 cái này gọi là ở bên nước ngoài gọi là pre decimal coinage nha. Còn sau này sau 71 rồi đó, người ta thống nhất lại hết. Bỏ toàn bộ những cái đơn vị này, chỉ giữ lại là penny và bảng thôi. Penny và bảng thôi. Và sau này người ta mặc định như nè, 100 cái penny thì bằng một bảng hết rồi. Rút gọn lại hết, chỉ còn 100 cái này thì bằng một cái này thôi. Nha, các bạn lưu ý còn trước năm bảy thì nó hơi phức tạp một chút nhưng mà các bạn phải hiểu hiểu thì các bạn mới chơi tiền được nha chứ các bạn không hiểu thì các bạn khó chơi tiền lắm rồi cái nhất cái thứ thứ nhất á các bạn nhức đầu á là cái vấn đề mà là hát cái hát này mới làm các bạn nhức đầu cái thứ hai á là cái trees six những cái đơn vị hơi lẻ lẻ các bạn khó tính cái thứ ba là cái đơn vị 12 nó giúp đầu lắm cái đơn vị 12 nó nó vậy nè phải 4 xu này với bằng cái này mà tại sao không phải 5 xu mà không phải 2 xu đó nó rất là kinh khủng cho nên các bạn nếu mà đã xem được cái clip này á thì mình xin chúc mừng các bạn tại vì không có cái kênh nào mà giải thích cho các bạn rõ ràng nhất bằng cái kênh này Tại vì mình có một cái quan điểm như vậy nè Bán hàng cho khách là phải giúp cho khách hiểu Chứ không có phải là bán thôi là xong nha Nếu mà các bạn hỏi ngược mình về lịch sử như thế nào Thì mình trả lời văn vấp cho các bạn luôn Còn các bạn chỉ chơi á, thì mình chỉ có gọn trong những vấn đề mà bán cho các bạn chơi thôi Còn có các bạn muốn hiểu hay sao á, thì các bạn hỏi mình Đó, đơn giản là vậy Rồi Đây là những cái đồng xu mà Mình đã cho các bạn xem qua và các bạn nhớ xem đi xem lại nhiều lần á thì các bạn mới hiểu nếu mà các bạn là một người yêu thích những đồng xu anh nha cái này không phải gọi là bản anh những đồng xu không phải giờ gọi là bản anh mà nó có đơn vị khác nhau hoàn toàn bản anh chỉ dành cho tiền giấy thôi nha còn ngày xưa thì có siêu liên bằng giấy thì bây giờ không có còn bỏ người ta bỏ siêu liên người ta không có xài siêu liên nữa đó, đó là cái nhức đầu của xu anh mà bạn nào đã vô cái nghiệp chơi xu anh á thì các bạn sẽ hiểu Tại sao mà mình phải làm cái clip này nha? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Đừng quên bấm like để cho thuật toán nó hiểu là cái video này là cái video bổ ích nha. Rồi các bạn nhớ um, theo dõi kênh và đừng quên nếu mà các bạn muốn giao lưu chia sẻ tiền thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.